Chào các bác nhé, hôm nay em sẽ chia sẻ cho các bác một cái kinh nghiệm hoặc là một cái kiến thức nhỏ để sử dụng cái ổ cắm mà các bác sử dụng rất nhiều ở nhà, nhất là các bạn trai, các bạn nam ấy. Đấy, 90% đôi khi các bạn không để ý, chưa nói đến các bạn, chắc chưa nói các chị em phụ nữ. Đây, ở trên tay em vừa kiếm một cái ổ cắm của Niwa, hàng chính hãng của Niwa anh nhé, các bác nhé. Đấy, vì khi nhà sản xuất người ta đã bán ra thị trường cái dòng sản phẩm này rồi ấy, thì người ta sẽ định hướng cho các bác là ở trên cái ổ cắm này nó sẽ có hai cái chân cắm, mà bên em hay gọi là cái chân to và chân nhỏ. Thì chân to nó như thế nào và chân nhỏ là nó như thế nào, thế thì em sẽ quay gần cho các bác để các bác xem nhé. Đây đấy, ví dụ trên này người ta cái ký hiệu nó là lỗ 4 này, đường kính là 4 này đấy, thì còn cái ổ này là đường kính là 5 đấy. Thì đương nhiên là khi nhà sản xuất người ta định hướng thế này rồi thì là người ta sẽ hướng cho cái người sử dụng làm sao để cho nó sử dụng một cách hợp lý nhất, nghĩa là sẽ là tính theo cái công suất của thiết bị tiêu thụ đấy, để đảm bảo cho là cái dẫn điện nó tốt và an toàn. Cái này gần như là mọi người đôi khi là không có ai để ý được cái vấn đề này. Vậy thì cái lỗ 4 và lỗ 5 thì là nó sẽ như thế nào? Vậy bắt đầu em một tí nhé, em kiếm cái ổ cắm của cái chân 4 và ổ cắm của chân 5. Đây, em sẽ vào kho thì em lấy cho bác là hai cái mẫu của cái phích cắm chân 4 và một cái phích cắm chân 5. Đấy, đây các bác đợi em tí. Ok, đây rồi. Đấy, trên tay em thì nó sẽ có hai cái mẫu. Cái màu trắng này, các bác thấy chưa? Đấy, màu trắng này là gọi là chân nhỏ nhé. Còn cái mẫu này chân to. Đây các bác nhìn thực tế này nó sẽ khác nhau đấy. Đấy chưa? Đấy. Thì cái màu trắng là chân 4 và cái mẫu này nó là chân 5. Đấy. Thì đương nhiên là nó sẽ tính theo công suất thôi. Ví dụ như các bác mà sử dụng cái cắm bóng đèn ấy, tầm 100-200W ấy, thì các bác có thể sử dụng cái chân nhỏ được, không sao cả, vô tư dùng thoải mái luôn. Nhưng mà các bác mà sử dụng cái phích cắm mà thay thế cho các cái bếp từ và bếp hồng ngoại ấy, thì em khuyên các bác là không nên sử dụng cái này. Nhiều bác toàn mua cái này về, thấy nó rẻ 4-5 nghìn một cái, toàn mua về để dùng thôi. Đấy, nhưng mà rất là nguy hiểm. Các bác phải sử dụng cái loại này. Bây giờ em sẽ sử dụng cái phích 4 nhé. Đây, cái phích 4 này. Để em cắm vào cái lỗ 4 ở trên cái ổ cắm của Niwa nhé. Đấy, các bác cắm rất là chắc luôn. Nhà sản xuất người ta tính toán nó rất là cẩn thận và rất là an toàn cho người tiêu dùng thôi. Đấy, thường thường là lỗi cho chúng ta thôi, lỗi cho người sử dụng chứ ít khi là lỗi cho nhà sản xuất đâu. Đấy, rất là chắc chắn này. Bây giờ em sẽ sử dụng cái phích cắm chân 4 này, em cắm vào lỗ 5 thì sao? Đây, em vẫn cắm bình thường, vẫn cắm vào bình thường nhé các bác nhé. Nhưng mà các bác để ý cho em nhé. Này, đấy, nó rất là lỏng lẻo này. Đây, em quay cận cảnh cho các bác nhé. Này, đây. Đây, bao chưa? Đây, đấy. Có cảm giác như là ở cái chân trong của nó còn chưa tiếp xúc, hoặc là nó chỉ chạm vào cái phần lá đồng thôi. Nghĩa là có tiếp xúc về điện, nhưng mà nó chỉ là chạm thôi, chứ nó không có bấu vào, hoặc là không có bám vào. Đấy. Nếu mà các bác mà sử dụng cái phích cắm này mà cho cái nồi bếp từ và bếp hồng ngoại ấy, mà các bác cắm vào cái lỗ 5 này, thì em đảm bảo cho các bác là tầm 15-20 phút là cái này nó rất là nóng, nóng một khi còn bốc mùi khét ấy, cháy luôn đấy, xùi cả nhựa luôn. Đấy, rất nhiều trường hợp mà nó chập cháy và là nó bị hở điện ấy, thì tất cả là thường thường là do các bác khi sử dụng ấy, là các bác không để ý, hoặc là các bác chưa biết cách sử dụng các thiết bị điện ở nhà. Nên là các bác không được lạm dụng cái phích cắm chân 4 vào lỗ 5 nhé. Các bác khi cắm các bác để cho em trên này. Phích cắm chân 4 thì các bác cứ cắm vào chân 4 cho em. Chứ còn cái phích cắm chân 5 thì các bác sẽ phải sử dụng cái hàng loại to này, khủng bố này, bác cắm vào thì rồi chắc chắn vô tư luôn. Đấy. Không bao giờ nó có hiện tượng là nó sẽ gây nóng ở cái chỗ này được, tại vì nó bấu rất là chặt. Đấy. Đây em chia sẻ cho các bác cái chút kinh nghiệm mà bên em về ngành điện này, em sẽ tư vấn cho các bác hoặc là chia sẻ cho các bác để các bác biết được những cái thông tin này nhé. Ok, thì tới đây em sẽ làm một số các cái clip khác. Nếu các bác nào mà cảm thấy các cái clip của em nó thú vị thì các bác có thể là đăng ký, và các bác có thể chia sẻ cho bạn bè. Thì tới đây em sẽ làm mấy cái clip về một số các cái đồ điện khác để chia sẻ cái kinh